Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách kết nối chatbot với một cái fanpage. Ở đây thì mọi người yên tâm, tức là chúng ta có thể tạo ra chatbot và nhân bản chatbot, sau đó là kết nối vào một cái trang bất kỳ, chứ không nhất thiết là chúng ta làm ra một con chatbot thì sử dụng ở một cái fanpage đó không. Thì ở đây thì chúng ta sẽ ra màn hình trang chủ, thì mọi người sẽ thấy là chúng ta có thể đây này, quản lý này, chúng ta có thể đổi tên chatbot này này. Đấy. Chatbot chẳng hạn, không biết chẳng hạn. Ok, ở đây thì chúng ta có thể nhân bản con chatbot này, tức là chúng ta tạo con chatbot, sau đó chúng ta có thể kết nối với lại nhiều fanpage với nhiều phiên bản chatbot khác nhau. Chúng ta chỉ việc nhân bản ra thôi, chúng ta nhân bản ra một con nữa chẳng hạn. Đấy, chatbot cương bích, nhưng mà cái này dành cho ngành hàng thời trang chẳng hạn. Bởi vì là mỗi cái ngành hàng thì chúng ta sẽ có cái đặc trưng khác nhau, nhưng mà nó có cái khung xuyên suốt. Đấy, là chúng ta đã tạo ra được một con chatbot khác rồi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho mọi người kết nối chatbot. Ở đây chúng ta có con chatbot này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kết nối chatbot này. Một là chúng ta có thể ấn kết nối chatbot ở đây, hoặc là chúng ta đi vào bên trong thì chúng ta cũng thấy ngay nút kết nối chatbot này. Ở đây thì tôi sẽ lưu ý mọi người một vấn đề, đó là khi mà chúng ta thay đổi password của Facebook á, thì con chatbot này nó sẽ bị dừng hoạt động. Vậy nên thì khi mà mọi người thay đổi password của Facebook hoặc là có vấn đề gì đó thì chúng ta phải vào lại và kết nối lại với chatbot để cái chat fiber nó lấy cái thông tin khác và nó hoạt động được. Bởi vì cái lỗi này tôi gặp thường xuyên, khi mà tôi bị tấn công Facebook chẳng hạn thì cái chatbot này nó sẽ bị dừng lại, nó không hoạt động. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ấn nút kết nối này. Đấy, thì đây là các fanpage này, chúng ta muốn kết nối một cái fanpage. Đây, ví dụ tôi chọn fanpage là chatbot công cụ chăm sóc khách hàng chẳng hạn. Đấy, và chờ nó chạy. Rồi, bây giờ nó đã kết nối xong. Đấy, nó có một cái đường dẫn luôn. Để tôi ví dụ kích thử nhá. Ở đây mọi người thấy nút test chatbot này. Rồi. Rồi, thử xem. Đây. Đây nhá. Đây. Đấy, chào Cương. Đây là fanpage, rất vui. Đây là cái fanpage của tôi nhá. Đấy, là như vậy. Và chúng ta đã kết nối thành công con chatbot rồi đúng không? Ok, thì ở đây nó có một vấn đề nữa là đôi khi mọi người thấy muốn dừng lại cái công cụ tự động này thì làm sao để chúng ta ngắt kết nối với chatbot. Thì để ngắt kết nối chatbot thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người ở một cái video sau để chúng ta tiện theo dõi.